Sau khi xem xét tính chất vi phạm của hộ kinh doanh gây hậu quả nghiêm trọng đến xã hội trong phòng chống dịch COVID-19, Phòng Tài chính Kế hoạch UBND thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh quán bar Karaoke Sunny của ông Vũ Tiến Thành ở phường Trưng Trắc. Theo đề nghị của Công an thành phố Phúc Yên, ngày 4 tháng 5, thành phố Phúc Yên vừa có quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh quán Karaoke Sunny. Cùng đó đã chỉ ra sai phạm trong hoạt động kinh doanh của ông Vũ Tiến Thành là không đúng thực tế số lượng lao động đã đăng ký. Trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 5 người, qua kiểm tra thực tế, số lượng lao động trong cơ sở là 24 người. Được biết, cơ sở kinh doanh bar Karaoke Sunny chính là nơi có nhiều nhân viên và khách đến quán nhiễm COVID-19, khiến tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trở nên phức tạp, khó lường.